Sau 12 năm học tập và làm việc ở Mỹ, gia đình Missy cuối cùng cũng trở lại. Không giống như những người bình thường từ nước ngoài về Thượng Hải hoặc Bắc Kinh, cô lựa chọn trở về quê hương. Có vui vẻ cũng có không thích ứng, nhìn cuộc sống hải ngoại của gia đình Mễ Tây đi. Chương 1 Trở về nước lần thứ nhất học lớp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 chênh lệch đẳng thức đêm bát quái. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Bữa tiệc chắc chắn sẽ có cái trang bức. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Khuê mật bờ thời gian lại gặp phải. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Vượt dương uy chát điện thoại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6. Spa cùng hoa hồng tinh dầu là mét tay hảo bằng hữu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7. Tước sĩ quầy rượu lần nữa ngẫu nhiên gặp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 8. Mét Tây nhà thứ hai cái ngã tư đường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9. Thích ý cuối tuần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10. Lão công đi công tác mấy tháng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.